Em chào tất cả bác nha. Lên cho các bác một vài mẫu rau có vỏ đi. Hôm nọ em lên mấy cái con mà mini hệ nhỡ lễ 13 các bác. Hôm nọ em lên vài con thì cơ bản là những con đấy em hết rồi các bác nhá. Hết rồi, giờ chỉ có là hàng mới thôi. Cái video hôm nọ em lên ấy, thì bác nào mình thích cái hệ mini mà có vỏ cán ốp thì mình xem lại cái video hôm nọ cho em nha. Còn hôm nay thì lên một vài con đi rừng có vỏ mũi tù này, mũi nhọn này. Con này, hai con này đều là lưỡi 30. Nói cho con này lần đầu tiên em bán cho tất cả các bác với cái dòng có vỏ luôn các bác nhá. Về thông số dao thì em cũng giới thiệu qua là lưỡi là 30, độ dày sống lưng là 5 ly và bản rộng dưa là bản 5,2 như vậy các bác nhá. Cán sử dụng dòng cán ốp này, cán ốp le chứ không phải là cán ốp trơ mà là nó hệ dòng cán ốp le. Bác nào mà mình đi rừng thì mình sử dụng một cái vỏ như vậy thì nó sẽ gọi là đảm bảo khi mà các bác đi rừng các bác nhá. Một em như thế này, cả vỏ, vỏ là vỏ gỗ mun các bác nhá. Vỏ gỗ mun thì em sẽ báo giá tất cả các bác. Em này có giá là 630.000 một em ạ. 630.000 một em đầu tiên. Con này thì bao các bác chặt nặng cho em, bác chặt nặng chặt đầm cho em. Bác nào mà mình đi rừng mà mình thích cái dòng mà không quá là nhọn thì mình sử dụng con này, thì má này nó sẽ áp vào lưng và má này thì nó sẽ là má ra ngoài, nó sẽ là như thế này các bác nhá. Bác treo dao thì nó sẽ ở như thế này. Khi kèm hàng đi cho tất cả các bác, bao giờ cũng có sẽ có dây đeo vào đồng xu cho tất cả các bác luôn các bác nha. Đấy. Em đầu tiên, còn em thứ hai. Em thứ hai nó sẽ là dòng gỗ cẩm chỉ. Bác nào thích cẩm chỉ thì mình sẽ tham khảo cái mẫu này cho em. Nói về cẩm chỉ thì con này chuẩn chỉ luôn thôi nhá. Vân con này thì gọi là vân chuẩn chỉ đấy ạ. Chuẩn chỉ luôn. Thông số lưỡi của em này thì nó sẽ ngang em lúc nãy và nó cũng giống em lúc nãy thôi. Tuy nhiên cán sử dụng là dòng cán nhiều tầng, nhiều khâu đồng và xen lẫn chút gỗ mun vào đây, tạo điểm nhấn cho cái cán rất là sang. Và phía sau là có ốp đuôi dao như thế này cho tất cả các bác. Em này hôm nay em sẽ để giá cho tất cả các bác. Em đầu tiên em bán luôn, em này là em đầu tiên luôn. 820.000 em đầu tiên nhất các bác nhá. 820.000 em đầu tiên nhất cho tất cả các bác ạ. Đây, mời các bác xem lại. Vì lý do là cái cán này sử dụng rất là nhiều tầng khâu đồng này và vót tay hoàn toàn ốp đồng ở đuôi dao, thành ra cái giá cả thành phẩm của nó sẽ nhích hơn một chút. Nhích hơn một chút là nhích do cái đồng này thôi, bởi vì mỗi cái miếng đồng như thế này nhập vào đã nó rơi vào gần 50.000 một miếng rồi các bác ạ. Đấy, thành ra là cái giá cả nó em vẫn phải đưa lên để phù hợp với những cái đồ mà mình đưa vào cho con hàng. Thì 820.000 một em mã số 2. Đấy, nào bác nào mà thích cái hệ nhỡ nhỡ thì mình tham khảo con này cho em. Con này hôm nọ em có lên hàng rồi đấy. Có lên rồi, nhưng hôm đấy em lên một cặp thì là có bác lấy một con rồi, thì em còn một con thì lên lại cho các bác. Vì là cái con này thì nó là hệ dễ dùng. Thì ngoài ra thì mình sẽ có những cái cán khác như là cái cán vót đất trúc chẳng hạn, thì là các bác cũng rất là thích cán đấy. Tuy nhiên hiện tại em trả hàng chưa xong phần cán đấy cơ. Có nhà con nào có thì các bác chưa lấy, mà căn nào các bác lấy thì em lại chưa có. Đấy. Rất là khó. Thành ra là các bác, một vài bác mình đợi hài tương đối là lâu thì các bác thông cảm cho em. Còn nếu mà mình lấy luôn, lấy luôn là hàng có sẵn trong video ngày hôm nay. Ví dụ như 5 con hôm nay em lên cho tất cả các bác thì đều là hàng có sẵn các bác nhá. Đấy, em này thì lưỡi 21 này. Độ dày sống lưng là 4 ri, bản rộng dưa bản 4, cán sử dụng dòng cán 2 tầng, có lỗ ở đuôi dao, 2 tầng khâu này, tạo điểm nhấn, nhìn cái cán cực kỳ là sang đẹp. Vỏ là vỏ cẩm thị xanh, vân thì vân ánh xanh như thế này. Con này được cái vân đẹp các bác nhá. Con này vân vừa đẹp đấy, khóa lưỡi cho tất cả các bác luôn. Đấy. Một em dao như này để các bác đi phượt đi câu, bỏ ba lô, dắt thắt lưng thì các bác dắt như thế này cho em. Dắt thắt lưng nó dắt ở như phần này cho em như thế này các bác nhá. Bỏ ba lô thì cũng vừa phải, tại vì là lưỡi em này tổng lưỡi thì nó sẽ rơi vào khoảng 30 như này thôi các bác nhá. Tổng lưỡi rơi khoảng 30, 31, 32. Đấy, tính cho là như thế đi ạ. Đấy, thì con này là hệ vừa vặn. Vừa vặn các bác nhá. Em này mà cái giá của nó cũng vừa lên cơ. Cái giá của nó cũng vừa luôn cơ. Nên là nó cho 580.000 một em thôi. Đây là mã số 3. Đến mã số 4, em này là nó cũng hơi mini một tí rồi các bác ạ. Nó hơi mini rồi các bác nhá. Hơi mini thì lưỡi em này rơi vào 18. Độ dày sống lưng nó 3 ly. Nó ngang một em ra chặt gà vịt, nên các bác có thể chặt gà vịt này, làm cá này, lọc cá, phi lê cá này, thì mình làm con này cho em. Con này là cái cán nó cũng là dòng cẩm thị xanh này. Đấy, cán là cán trơn các bác nhá. Vỏ là vỏ vuông, vỏ gỗ rất là đẹp, vỏ nhọn luôn. Thì em này cả vỏ đi cả vỏ tất cả các bác là 460.000 một em nhá. 460.000 một em, con này là hệ nhẹ thôi. Bác nào mà thích hệ nhẹ nhẹ gọn gọn vừa phải thì mình cứ tham khảo con này cho em, bởi vì nó cực kỳ là nhẹ. Độ dày sống lưng của nó chỉ có 3 ly thôi mà. Mà cái bản rộng của nó thì rơi vào khoảng 2,5 thôi. Thành ra là nó rất là nhẹ. Cộng với dòng vỏ gỗ mun này ấy, thì là nó đã nhẹ. Và chất của nó gỗ, nó đã nhẹ, gỗ nhẹ rồi ấy. Thành ra là khi các bác cầm con dao ấy, nó sẽ rất là nhẹ nhàng vừa phải luôn. 460, em mã số 4.
Còn em còn một em nữa này, mã số 5, nó cũng là hệ mini. Nhưng con này sẽ đầm hơn các bác nhá, con này sẽ cầm đầm hơn. Con này sẽ cầm đầm hơn đấy các bác ạ. Bởi vì sao? Bởi vì bản rộng em này đã rơi vào là bản 3,2 đến 3,3 rồi. Nhưng cái độ dày sống lưng của nó rơi gần 5 ly rồi. Nên khi các bác cầm sẽ đầm hơn, mà đặc biệt em này nó lại có miếng đồng ở cái cán này nữa. Đấy, nhờ cái miếng đồng này mà cái con hàng nó tăng, thứ nhất tăng giá trị, thứ hai là tạo điểm nhấn, thứ hai là con hàng rất là sang mà nó cũng tăng cái độ nặng lên nhờ cái miếng đồng này. Mà các bác biết là đồng nguyên khối thì nó sẽ rất là nặng. Cán là sử dụng dòng cán giọt như này cho tất cả các bác. Em này cả vỏ, vào vỏ rất là xinh các bác nhá. Em này vào vỏ rất là xinh. Đấy, đấy nó hơi cong cong này, nhìn rất là xinh, mà cán nó lại giọt giọt ra như này nữa. Rất là vừa phải các bác nhá. Bác nào ưng con này thì bảo em thôi. Hàng sẵn nên là vân đến tay các bác nó sẽ là như vân như này luôn. Nó sẽ là vân như thế này luôn. Đối với hàng sẵn thì các bác được ngắm nhìn vân kỹ lưỡng. Nói chung là chuẩn chế. Vân con nào hôm nay cũng đều rất là ưng các bác nhá. Zalo của em là 0347 753 780 các bác nhá. Ưng hàng thì anh em ủng hộ, anh em bên xưởng thì các bác cứ gọi qua số đấy giúp em. Đấy, con này em báo giá tất cả các bác là 600 các bác nhá. 600 em này ạ. Đấy. Đấy là mã số 5, em vừa lên cho tất cả các bác là tổng cộng là 5 mã và 5 con dao hàng sẵn, đều là dòng có vỏ, tất cả đều sử dụng dòng nhíp xe, vòng bi, những cái dòng mà gọi là tốt nhất mà xưởng có được. Em nói rồi, một ngày không làm được nhiều, chỉ được vài con thôi, nên bác nào ưng con nào thì mình ủng hộ anh em bên xưởng các bác nhá. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác trong những cái video lần sau vào lúc 12 giờ trưa hoặc là 8 giờ tối các bác nhá. Chào tất cả các bác ạ.